giá gia cầm hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2022, thịt gà công nghiệp giảm giá. Theo khảo sát, giá gia cầm hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2022 không biến động nhiều, giá thịt gà công nghiệp giảm, giá vịt không thay đổi. Giá gà hôm nay không có sự thay đổi nhiều so với hôm qua, giá gà ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ ở mức 62.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh Dư tại Đồng Nai là 61.000 đồng mỗi kg, gà nòi ở Cần Thơ là 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh Dư tại Đắk Lắk là 61.000 đồng mỗi kg, gà Mỹ ở Nghệ An là 86.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 75.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 87.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh là 38.800 đồng mỗi kg. Giá vịt cao nhất được ghi nhận ở Đồng Nai ở mức 41.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại Cần Thơ là 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại Đắk Lắk là 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại Nghệ An là 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại Phú Thọ là 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại Hà Nội là 38.000 đồng mỗi kg. Hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ uống gà, vịt giống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết. Nhiều năm nay, ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giấy báo cũ với giá rẻ về để uống gà, vịt. Theo ông Thanh, khi gà, vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải giấy bão cũ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương, hở bụng tránh bị vỏ chấu khô găm vào dễ bị viên, bệnh chết, hao hột. Trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền uống con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn. Hơn nữa, khi cho gà ăn thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều, để lâu ngày cám sẽ mốc, vật nuôi lớn lên mới ăn hay bị bệnh. Nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu, chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con. Đặc biệt, khi cho gà ăn, chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bộp bộp, có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn, ông Thanh chia sẻ. Cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền uống gà, vì trong 3 đến 4 ngày đầu, khi con rồng mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất, ấp nên khi đưa về chuồng mới uống vài ngày bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ chấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thành tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công. Cách dùng giấy báo cũ úm ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi, bà Trương Thị Nụ ở Hoa Lư, Ninh Bình nói.